Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua khung nhôm Fuel F Series 95, một dòng xe đạp rất là nổi tiếng của Mỹ, và xe này thì được sử dụng tại thị trường Nhật. Sử dụng thêm bộ group của Shimano Soza, khung nhôm bánh 700C. Toàn bộ khung thì đây, như các bác nhìn trên hình, nhôm và có cái tông màu xám tàn thuốc pha với cả chỉ đỏ, cực kỳ là thể thao và rất là đẹp. Tổng thể xe thì còn rất là mới, em đánh giá độ mới của khung nó phải còn được 85-90%, rất là mới, hầu như là rất ít vết xước, không có vết xước nhỏ là đáng kể. Khung nhôm F Series 95, thương hiệu Fuel rất là nổi tiếng của Mỹ, và chiếc xe này là được sử dụng tại thị trường Nhật các bác nhé. Qua tem này gọi là tem đăng kiểm của Nhật này. Đấy, tem Nhật bãi. Thương hiệu này thì đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, và được rất nhiều người chơi tại Việt Nam biết đến. Một chiếc xe có trụ sở sản xuất ở Đài Loan và đây biết đến Taiwan, và được xuất sang sử dụng ở thị trường Nhật, thương hiệu Mỹ. Khung viền rất là đẹp các bạn nhìn. Sử dụng bộ chuyển động full Shimano Soza với 9 tầng líp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng líp và 2 tầng đĩa, full hết Soza bộ chuyển động, và cặp phanh 3 mảnh của Shimano Tiagra. Bộ option rất là ngon của xe đua. Đây là tay nắp, cũng là tay nắp cũng là của Shimano Soza đây, 9 xe buýt các bác nhìn, 9 xe buýt tương ứng với 9 tầng líp, và bên này double là 2 tầng đĩa. Lốp các thứ là còn rất là ngon các bác nhé. Này, còn nguyên vân, đây là cái bụi này, còn nguyên vân mới luôn, chứng tỏ là chiếc xe này sử dụng rất là ít, được chủ cũ sử dụng rất là ít nên là giữ cái độ mới rất là tốt. Này, thứ xích nít còn rất là trắng mới này. Máy ơ cũng được sử dụng là máy ơ Clasit của Shimano. Máy ơ Shimano Clasit. Cái đan nguyên zin này. Cái đan này nguyên zin. Bánh 700C. Càng của chiếc xe là càng carbon các bác nhé. Đấy, bây giờ mới để ý này, càng carbon luôn. Khung nhôm càng carbon. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Ra 9 tầng lít, 2 tầng đĩa, có 18 tốc độ khác nhau, chuyển động cực kỳ ngon này, mật mà các bác nhìn thấy. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 11.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình,
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.